Dạ, tôi xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá tại Tổ quốc. Hôm nay tập lên một clip gồm một lô con câu nha mọi người. Thì lô con câu này một lô con câu chuyên về câu lua, có vài cây cần Adrian của Shimano, Revolution, Kencat. Rồi để vô từ cây cho mọi người tham khảo nha. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên thì anh em cứ gửi về shop. Rồi cảm ơn mọi người. Thứ nhất tham khảo thì cái thứ nhất lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Thì cây này một cây cần Shimano của hãng Axis. Nó đây, tên nó đây. Thì cái này dài là 1m98, độ cứng của nó là ML. Cái độ cứng này thì chuyên về cho anh em câu nhái hơi, mồi giả, lua lóc, lua chẽm là rất là ok rồi. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 18g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Thì cây này có mã code đàng hoàng nha mọi người, mã code đây, hàng của China xuất Nhật, hàng Shimano. Bát của nó là bát Shimano. Đó. Phen là phen xít nha mọi người. Phen là phen xít. Cán là dạng cán cán móp hay qua, cán ba khúc. Càng còn rất là đẹp luôn, phen rất là đẹp, phen bóng. Đây. Rất là đẹp nhá. Bu của nó là bu chuẩn sẵn. Thì tổng thể ngoại hình cái này ra tầm khoảng 93% nhá. Tổng thể còn rất là đẹp. Thì cái này nó nặng là 110g. Dài là 1m93, đọt 1 đi 6. Rồi giá ông khai cái số 1, giá là 1,3 triệu cộng ship nhé. Tiếp theo cái số 2, cái số 2 lên cho mọi người một cây Shimano, một cây Shimano Sondis. Thì cây này một cây cần Shimano máy ngang nha mọi người, hàng máy ngang, hàng Sondis máy ngang. Thì phôi của cây này là phôi Hippolyte carbon sẵn, dạng sẵn hay hay da đó, cán là cán mút. Phôi sẵn ít đây, đó, rất là đẹp. Bát là CL 4 cộng nha mọi người, đó. Công nghệ mới. Sondis cặn máy ngang, phôi sẵn gân gút. Phen đây, dạng phen Fuji. Buồn chống sẵn. Thì tổng thể cần này nó gây tầm khoảng 90% nha. Cần có xuất sắc li ti nè, đó. Thì cây này nó độ cứng là độ cứng L nha mọi người, độ cứng L, dài là 1m92. Dài 1m92, độ cứng L. Thì tải mồi từ 4 đến 12g. Độ cứng L này thì cho anh em quyền câu chẽm, câu lóc, anh em dạng lùa ca sắt, mồi giả, rất là ok nhé. Tải dây từ 6 đến 12 lb, hàng của Shimano. Cái chỗ này nó còn bị xước một tí nè, vì cái này nó nhám. Đó. Cần thì tổng thể không lỗi nha mọi người, không lỗi gì hết. Tổng thể cần có xuất sắc li ti. Thì cái này nặng là 100g. Đó. Rồi giá công khai cái số 12, giá công khai cái số 2, giá là 1,5 triệu nha mọi người, 1,5 triệu cái số 2. Tiếp theo cây số 2 là cây số 3. Thì cây số 3 lên mọi người một cây cần của Sondis. Mọi người, cây này còn túi nha. Thì cây này một cây Sondis đời 2020 nha anh em, đời 2020. Dạng cái mod cái đời cao nhất bây giờ của nó luôn, Sondis 2020. Đời 2021 thì nó sẽ là 4 khúc nha mọi người. Đó, đời 2020. Thì để đọc thông số trước tham khảo. Thì cái này dài là 1m98, nặng là 99g. Đọt của nó là 1 ly 7. Thì cái này độ cứng M, tải mồi từ 7 đến 21g. Thì từ 7 đến 21g thì anh em có thể câu lua lẹ, lua chẽm, lua lóc. Câu nhá hơi, nhá thiệt, thoải mái nha. Đó. Tải dây từ 8 đến 16 lb nha. Cái số 3. Thì cây này tổng thể ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha mọi người. Mà cần rất là đẹp. Cán là cán carbon. Đó. Sau đi. Vô đi á. Phen là phen Fuji nhá, phen Fuji. Sẵn sẵn carbon Hippolyte. Bát tầm bát Sondis đây, bát cũng rất là đẹp luôn, rất là sắc sảo. Độ cứng là độ cứng M, độ cứng này về anh em săn lóc và vô tư. Thôi cũng rất là đẹp, thôi nhận đẹp vô tư luôn. Bu chống sắn thì càng này dạng nó rất ít sử dụng luôn, nên tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp nè. Độ xuất sắc thì xem như không có. Thông số. Rồi, giá công khai cây số 3, giá công khai là 2,5 triệu người, 2,5 triệu cây số 3. Thì cái này còn túi.
chỉnh cho nó lóc. Tiếp theo cây số 6 thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần ôm, cây số 4, cây số 3 giá 2,5 triệu. Tiếp theo lên cho mọi người cây số 4 thì cây số 4 lên cho mọi người một cây cần của Edgrind. Thì cái Edgrind này thì còn full túi nha anh em, full túi, full giấy tờ đàng hoàng hết luôn. Thì cây Edgrind này nó dài là 2m03, 2 khúc, nặng là 102g. Đọt của cây này là 1.6 nha mọi người, đọt 1.6. Thì cái này tải mồi từ 7 đến tải mồi từ 4 đến 12g, chỉnh cho anh em câu câu lóc, câu chẽm, lùa muống, cặp bè kè, anh em có thể đánh mồi giả vô tư luôn. Đó, thông số này nó mồi giả vô tư luôn. Độ cứng của nó là ML, thành phần carbon của nó là 99.4%. Đó. Tải dây của nó từ 5 đến 10 lb nha. Edgrind còn túi luôn. Thì mẫu Edgrind này là một mẫu đời 2018. Edgrind. Phôi của nó vẫn là phôi sơn ít. Thì cái này một cây cần máy đứng nha mọi người, cần máy đứng. Đó. Phen của nó là phen xít nha mọi người, phen full xít. Đó. Phen còn rất là đẹp luôn, full xít. Shimano. Cần rất là đẹp. Bát đây CL4 chưa? CL4. Bát ánh kim nè, sơn mà ánh kim rất là đẹp luôn. Tổng thể cần thì còn rất là ok nha mọi người, không lỗi gì hết. Phen của nó là phen xít nè, phen Fuji. Phen đề 3 cũng rất là bự, bu là bu chống sắn, bu xít. Cần thì sắn căng guốc rồi. Đó. Thì những cây Edgrind này thì quá trời nổi tiếng rồi. Đó. Rất là đẹp nha. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 2,7 triệu nha mọi người, 2,7 triệu cộng ship cây số 4. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần Edgrind. Thì cái một cây Edgrind của đời 2022, đời mới nhất bây giờ luôn. Đó. Một cây Edgrind đời 2022 còn túi nha. Đó, túi này khá là xịn đó. Thì cái này nó nặng là 92g. Độ cứng cây này là độ cứng ML. Dài là 2m08, đọt là 1.4. Thì cái này tải mồi từ 4 đến 12g. Tải dây từ 4 đến 8 lb. Đó, cái số 5. Thì độ tải mồi của cái này thì nó chuẩn về cho lua mồi giả nha mọi người, lua mồi giả, câu lóc, câu chẽm. Cần thì ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha. Hàng Edgrind đủ tem hết luôn. Phen là phen Fuji-Sit. Cán là cán carbon nha anh em. Cán carbon. Carbon mono. Đó. Bát đây CL4 cộng. Phôi là phôi sáng ít. Đó. Cần rất là đẹp. Cán bằng nè. Cán bằng này chưa ngã màu luôn nè. Nó còn rất là đẹp nhé. Phôi sáng ít. Răng rút. Phen nó đây. Đó. Chuẩn chỉ luôn. Đó. Hàng nguyên zin. Bô chống sắn. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 4 triệu nha mọi người, 4 triệu cây số 5, một cây Edgrind. Tiếp theo qua đây, ở đây là hàng của Daiwa. Đó, 4 cây này 4 cây Daiwa. Tiếp theo cây số 6 thì cây số 6 lên cho mọi người một cây Larson, một cây Daiwa Palazon. Đó. Bilazon, một cây Daiwa máy ngang. Đó, cây Bilazon là một cây máy ngang. Phôi cũng là phôi sơn ít nha mọi người, phôi nó vẫn là phôi sơn ít, phen là phen Fuji. Đây, phôi sơn ít, phen Fuji. Bát tầm bát đây qua, bát cũng rất là đẹp. Cây này tổng thể ngoại hình ra tầm khoảng 93%, 93-95%. Phôi sơn ít nha, sẵn từ đất đến ngọn luôn, buông chống sắn. Tổng thể ngoại hình rất là đẹp luôn ha. Thì cái này nặng là 198g, đọt 1.8 nặng là 100g. Thì cái này tải mồi từ 5.25g đến 17.5g. Độ cứng tương đương với M nha mọi người, độ cứng tương đương với M. Anh em có thể câu lóc, câu chẽm, câu nhất thiệt thoải mái nhé.
tải dây từ 7 đến 6 lb. Rồi giá cũng khai cây số 6, giá là 1,7 triệu nhé, 1,7 triệu cây số 6. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa Parasol. Thì Parasol thì cái này một cây cần máy đứng nha anh em, một cây cần máy đứng. Thì cái này nó dài là 2m08 nha mọi người, dài 2m08. Đây thông số bên đây. Đó, cái này full hộp, full túi, sách hướng dẫn, tem gì đầy đủ hết. Cái này nói tổng thể ngoại hình cái này ra tập khoảng 95 nhé, 95%. Thì cái này nó dài là 2m08, nặng là 95 g. Đọt của nó là 1 ly 6. Thì cái này tải mồi từ 3.5 g đến 11 g. Anh em có thể lua mồi giả, câu chẽm rất là ok luôn. Tải dây từ 5 đến 10 lb. Đây thành phần carbon cũng là 99% nhé. Đó, cách vỡ đầy đủ, túi đầy đủ luôn, cần thì còn rất là đẹp. Đó, khỏi chê đâu được, phen Pussy cắn bằng bát tay qua bát Pussy. Đó, rất là đẹp luôn nhé. Hồi sáng ít rất là đẹp luôn. Phen ở đây chuẩn chỉ nha, bu chống sẵn. Rồi giá công khai cây số 7, giá 1,9 triệu nha mọi người, 1,9 triệu cho cây số 7. Tiếp theo cây số 8, thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì cây một cây hàng Daiwa khá đẳng cấp luôn. Đó, một cây Daiwa của Reebokian nè. Đó, cây Reebokian tem vàng nha mọi người. Bát ở đây. Đó, bát Daiwa rất là chắc nha. Dập chữ nổi lên cái cán mút luôn nè. Phôi nó vẫn là phôi carbon sáng ít nha, phôi rất là đẹp. Thì cái này dài là 1m96 nha mọi người, dài 1m96. Phen của nó là phen Pussy Seed. Phôi là carbon sáng ít, sẵn từ gốc đến ngọn luôn. Đó, bu chống sẵn này, phen Seed nha, phen rất là chắc luôn. Cái này dạng anh em về câu chẽm đua lóc đua màu giả rất là ok nhé. Thôi nữa đây. Đó, thì cái này tải mồi từ 1.5 1.8 đến 11 g, tải dây từ 5 đến 12 lb. Đó, độ cứng, độ cứng là độ cứng chuẩn cho anh em về câu câu chẽm, câu lóc, câu màu giả. Đó, rất ok nhé. Cái này nặng là 95 g, đọt 1 ly 5. Rồi giá công khai cây số 8, giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cây số 8. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 vẫn vậy thôi. Đó, dài là 1 m, dài là 1 cặp, nhưng mà cây số 9 nó còn túi luôn. Nó còn túi, còn sách hướng dẫn, tem gì đầy đủ nè. Thì cây số 9 nó là cũng là dài 1 m, dài 1m98. Đó, nặng là 95 g, tải mồi từ 1.8 đến 11 g, tải dây từ 5 đến 12 lb. Đó, thành phần carbon là 99%. Đó, hàng rất là xịn nhé, hàng này tay qua rất là xịn luôn, hàng gập tiền này nè. Đó, gập biểu trình đây, nhập nó nhập cái tên nó vô cái cắn mút luôn nè. Đó, cắn e qua luôn. Đó, độ cứng ngang là về anh em câu chẽm vô tư càng sẵn ít. Nhìn từ xa sẵn nè, sẵn đặt khơi cái căn luôn. Đó, phen này phen xít vuông chống sẵn rất là đẹp ha. Cái độ mới ra tầm khoảng 95% nhé, 95 đến 98%, rất là mới. Rồi giá công khai cây số 9, giá là 3,2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 10, thì cây số 10 lên cho mọi người là một cây máy đứng của hàng Reebokian. Thì cái này vẫn phun túi, nó cái túi nó bị lủng lỗ nè, phun túi. Thì phun túi, phun sách hướng dẫn đầy đủ hết. Thì cái này nó nặng là 89 g,
dài là 1m98 đó. Độ cứng ML thành phần carbon vẫn là 99%. Tẩy mòi từ 1.4 gram đến từ 1.4 đến 9 gram, tẩy dây từ 2.5 đến 6 lb. Đó. Đọt của nó là 1 ly 5 nha mọi người, đọt 1 ly 5, thành phần carbon 99%. Thì cần thì còn rất là mới rồi, đó. Độ mới cái này nó rơi tầm khoảng 95%, 95% ăn lên. Đó. Phen là phen Fujitsu. Bát đẩy qua. Đó. Quay lục hồi sóng X. Sẵn này sẵn gần guốc luôn, sẵn khỏi treo ra được. Đây. Phen đây. Phen xít nha mọi người, phen Fujitsu. Càng rất là đẹp luôn, dẹp lên bát đây. Đó. Cái này về chỉnh cho anh em săn lóc nha, săn lóc, săn chẽm, săn Hugo, coi cực kỳ chắc. Rồi giá công khai cây số mừng giá là 3.4 triệu nha, 3.4 triệu cho cây số mừng. Nghe lên nhanh cho mọi người là cây số mực, cây số 11. Thì cây số 11 lên cho mọi người một cây cần ken cắt, một cái dòng cần ken. Thì đặc biệt cái dòng cành 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 cát này là phen của nó là phen xích gòn nha anh em, Fuji xích gòn, chân xích, chân gòn loại xích, Fuji nhá, chứ không phải phen hãng, nguyên bộ xích gòn hết, phen còn rất là mới luôn, bô con này rất là đẹp, cái này anh em về câu lóc cũng rất là ok luôn. Cán là cán bằng, cán cũng còn rất là ok, không có bị chóc cũ gì nhiều. Thì cái này dài là 1m74, nặng 120g, đọt 2 ly. Độ cứng cái này độ cứng M, tải màu từ 5.25g đến 17.5g, tải dây từ 8 đến 14 lb. Rồi giá công khai cái số 11, giá là 1.5 triệu nha mọi người, 1.5 triệu cộng ship. Phen ok, bát ok, đó, bát cũng còn rất là đẹp, bát ngang, bát mấy ngang. Tem bề đủ, tổng thể của hình cái này đẹp nhé. Rồi giá công khai 1.5 triệu cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 11, tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 lên cho mọi người một cây cần của thương hiệu Ban. Thì cây Ban này còn tuổi nha mọi người, còn tuổi luôn. Thì thương hiệu Ban này rất là nổi tiếng của Nhật nha, hàng nội địa. Đây, cây cọ. Phen của nó là phen Fujitsu nha mọi người, phen Fujitsu. Cản là cản hở. Bát Anso, bát Fuji. Cần này thì nó có dạng xước sát lông mèo một tí mọi người, xước sát li ti thôi. Đây, thông số. Phen xít nha. Bù chống sẵn bù xít luôn. Cần cũng còn rất là ok tổng thể. Soi cho anh em vài điểm xước lông mèo đây. Đây, xước nhỏ nhỏ thế này đây. Đây, đó. Nói chung thì cần xước báo anh em xước nha. Đó, xước sẽ ít thôi. Thì cái này dạng về chuẩn cho anh em nào câu mồi giả, lô cá sắt. Rất là ok luôn. Đó. Phen xít. Phen rất là xịn. Thì cái này nặng là 112g, đọt 2 ly, dài là 2m28. Thì cái này tải màu từ 5.15g, 5.25g đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb. Giá công khai cây số 12, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 12. Tiếp theo lên tiếp cho mọi người một cây hàng của Abu. Thì cây là một cây hàng Abu, dòng Abu Hosting, dòng Lut. Đây. Phôi của nó là phôi carbon nano. Đấy mọi người, phôi carbon nano. Đó. Thì cần còn rất là ok rồi. Đó. Định vị đầy đủ. Thì cái này dài là 1m98 nha, dài 1m98, phôi carbon nano, sẵn găng guốc. Bát của nó là bát Fuji. Cần mấy ngang.
Abu. Fan của nó là fan Fuji, dạng fan micro nha mọi người. Đây, bu chống sắn, định vị đầy đủ, họ càng rất là đẹp. Đó. Cây này độ cứng em bao, chuẩn cho anh em về câu lóc, câu nha thiệt nhé. Về đến bạo lực thì cái này nặng là 115 gram, đọt một ly 7, dài 1m98, tải mồi từ 5.25g đến 21g, tầm 21g đến giá thiệt của tư rồi, tải dây từ 8 đến 20 lb, rồi giá công khai cây số 13, giá là 1.8 triệu nhé, 1.8 triệu cây số 13, càng rất là đẹp. Tiếp theo cây số 14 thì cây số 14 lên mọi người, tiếp vẫn là một cây cần của Abu. Thì đây cũng là một dòng cần của Abu Hattin, dòng lút, dòng phôi của nó là phôi nano carbon, dòng lút phôi nano carbon. Đó. Thì cần tổng thể ngoại hình thì còn rất là ok rồi. Đó. Phôi sẵn gân guốc nè, bát tầm bát Fuji nè. Đó. Thì cây này nó độ cứng là độ cứng MH nha mọi người, độ cứng MH. Độ cứng này về cho anh em săn hàng, săn lóc gừng. Khớp nối đây, định vị đầy đủ. Thì cái này dài là 2m13. Nặng đọt của nó là 1.8. Nặng 139g. Thì cái này nó tải mồi từ 10.5g đến 28g, đánh giá thiệt của tư. Tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 14, giá là 2.1 triệu nha mọi người, 2.1 triệu cộng ship. Thì mọi người có cặn thì báo shop, shop chụp hình cận cảnh đó cho mọi người xem nhé. Nói chung thì anh em xem trên clip thì có một số anh em chỉnh độ phân giải thấp thì nó sẽ không có coi đẹp được. Đó, cần thì báo shop, shop chụp hình cận cảnh nhé. Số điện thoại shop để góc này màn hình. Đó. Theo qua bên đây. Bên đây là toàn bộ cặn của Myograph nha. 1 2 3 4 5, 5 cây cặn Myograph. Rồi, để lên cây thứ 15, cây số 15. Thì cái số 15 lên cho mọi người một cây Myograph của thằng Bet Sparta gì nè mọi người. Đó. Thì cái này một cây cặn máy đứng. Phôi là phôi phôi carbon sẵn ít nha, dạng phôi nano. Đây. Phen nó là phen xít nha đây mọi người. Phen full xít rất là đẹp, cần thì ngoại hình rất là ok rồi, không lỗi, đẹp đẽ. Bát của nó là bát Fuji Myograph. Phôi nano nhé, cần rất là đẹp luôn, phen xít xít phen của Fuji. Cái này thì về chỉnh cho anh em nào lua chẽm, lua chẽm câu cá vượt, câu màu giả rất là ok luôn, vì cây này độ cứng nó chỉ có ăn L thôi. Đó. Thì cái này dài là 1m95, đọt 1 ly 2, nặng là 98g. Thì cái độ cứng ăn L, dài là 1m, nặng nó tải mồi từ 1.75g đến 7g, tải dây từ 4 đến 8 lb. Đó. Rồi, giá công khai cây số 15, giá là 2.2 triệu nhé. Đây, test đọt cho mọi người xem nha. Đọt nó khá là dịu nhé. 2.2 triệu, cây số 15. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người là một dòng cần chuyên về cho anh em cầu bạo lực. Đó. Một C-Watt, dòng C-Watt, dòng của Myograph, chuyên về cầu bạo lực nha. Để hình con cá leo nè. Đó. Thì cây này dài là 2m11 nha mọi người. Dài 2m11. Nó tải mồi từ 4 đến 21g. Đó, nó tải mồi từ 7 đến 21g. Tải dây BE từ BE số 4 đến BE số 6. Đó. Thì phen của nó là phen Fuji Sheet nha mọi người, phen Fuji Sheet, phen K. Đó. Phôi là phôi carbon, cán là cán mút. Theo qua. Đó, cán là cán bằng nha. Cán là cán bằng. Góc ở đây là mút nè. Đó. Thì cái này nó nặng là 167g, đọt 2 ly 6. Đó. Thì cái này giá bán tại Nhật mà giá mới luôn, nó ra tầm khoảng gần 4 triệu. Đó.
Đây rồi, rồi này cần thì rất là đẹp đây. Cần cái ni lông ở đây người ta chưa tháo nè, đó, họ chỉ câu lướt qua thôi. Đó. Một số cây họ không câu luôn, đó, họ tháo ra để đó. Đây, phân xít nhá, phân phun xít xít. Thôi carbon sẵn. Cản hở 3 khúc. Ba tập bát phun xi. Càng sẵn heo phô si bộ chống sẵn cần thì còn rất là đẹp luôn đó. Bộ sẵn gần gốc nè, khỏi che là được si wax. Rất là đẹp. Rồi giá công khai cây số 16 chứ, giá công khai cây số 16, giá là 2.8 nha mọi người, 2.8 cây số 16. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 lên mọi người một cây cần Mayonrap. Thì dòng này một dòng Cotty. Dòng Mayonrap Cotty, phen của nó là phen sheet nhá. Đó, phen sheet, phen phen ca, phen sheet. Cán là cái mốt hay qua cũng hở luôn. Thì cần còn rất là mới luôn, đó. Cần rất là mới. Keo kỹ nè. Đó, nguyên zin bát tam bát phu si phen phen phu si bù chống sắn bù chống sắn dòng cốt si thì cây này nó dài là 2m19 nha anh em, dài 2m19 đọt có là 1 ly 7, nặng 100 gram, tải màu từ 5 đến 18 gram, ngày về anh em có thể đánh giá thiệt cũng được. Đó, 5 18 gram, tải dây từ 6 đến 12 lb. Rồi giá ông khai cái số 17, giá 1.8 triệu nhé. Tiếp theo cái số 18, thì cái số 18 lên cho mọi người một cây cần dạng này, cần này thì chiên về cho anh em lưu mực. Đó, dòng Cotty, cái này nó cũng rất là mới luôn, độ mới cái này ra tầm khoảng 95% nhé. Cán là cắn mớp 3 khúc nè, bát tập bát phu si dòng Cotty. Thì cây này dài là 2m58 nha mọi người, dài 2m58 trong phu si đây. Đó, phèn xít nhá, bù trong sẵn. Cây này chuyên về cho anh em là lô mực nhá. Đó, lô mực đây, thông số lô mực dài 2m58, tải bè từ 0.4 đến 1.2, tải mực từ 2.5 đến 3 nha. Cái này là thông số con tôm giả nha anh em. Đó. EZ nè. Đó. Rồi, giá công khai mãi số cây số 10 cây số 10 mấy ta? Cái này cây số 18 giá 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu cây số 18. Tiếp theo cây số 19, cây cuối cùng. Cây số 19 lên cho mọi người một cây cần của Siwat, thì cây này còn tối. Đó. Đi lông ở đây người ta chưa tháo nè, đó, đây vẫn vậy, chưa tháo luôn. Phen của nó là phen sheet nhá, phen sheet. Cây này là một cây cần máy ngang, đó. Thôi carbon sẵn găng gút, cây này dạng về cho anh em mà săn hàng, đó. Độ cứng của cây này nó chỉ có ML thôi, nhưng mà cái phôi của nó chịu lực tải rất là cao nha mọi người. Cây này còn khá là chắc luôn, buông chống sẵn. Thôi sẵn găng gút. Phen sheet nhá, rất là đẹp. Đây, đó. Càng còn rất là đẹp luôn nhá. Thì cái này nó nặng là 170 gram, đọt là 2 ly 1, dài là 1m98. Thì cái này tải mồi từ 5.25 gram đến 14 gram, tải bè thì bè từ số 3 đến bè số 6 nha. Đó. Rồi giá công khai cây số 19, giá là 1.8 triệu nha mọi người, 1.8 triệu cây số 19, càng rất là đẹp luôn. Đó. Thì shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước nha. Thì mọi người cứ ơn cái nào chốt để lại số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.